Universe, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Cường X. Thì trong cái vlog ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tập bụng, đặc biệt là cho người mới. Đây là những bài tập bụng mình biến tấu lại để cho nó dễ dàng tập luyện hơn. Đương nhiên cái hiệu quả của nó thì không thể xem thường. Chúng ta sẽ có tổng cộng 10 phút tập luyện tương ứng với 10 bài tập. Có nghĩa là mỗi bài tập chúng ta sẽ tập trong vòng 45 giây và nghỉ 15 giây. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng thì chúng ta cùng nhau đi tìm cái muối bụng đang bị chi giấu bên trong những cái lớp mỡ. Cùng mình tập luyện nè. Đầu tiên chúng ta có bài crunch. Hãy giữ cố định phần thân dưới của bạn, sau đó hãy co bụng lại và siết chặt. Không nên tập nhanh quá mà hãy chú ý kiểm soát tốc độ để cơ bụng của bạn được kích hoạt tốt hơn. Chúng ta có 15 giây nghỉ ngơi trước khi đến với bài thứ hai, One Leg Drop. Đây là một bài đơn giản cho nên cứ thoải mái đi. Ở bài tập này, hãy đảm bảo phần thân trên của bạn được giữ cố định và phần bụng luôn được gồng chặt. Sau đó hãy dùng lực của từng chân để tạo áp lực lên phần bụng. Nice. Hãy nghỉ ngơi một xíu để chuẩn bị đến với bài thứ ba, 90 Degree Crunch. Đây là một trong những bài tập bụng hiệu quả nhất của mình và mình muốn chia sẻ nó đến cho các bạn. Đầu tiên hãy giữ hai chân cố định một góc 90 độ so với phần thân người, sau đó co bụng lại và siết chặt, rồi từ từ nhả ra. Bài tập này đòi hỏi bạn phải thực hiện được hai điều. Thứ nhất là phải giữ được thăng bằng ở phía dưới. Thứ hai, phải cảm nhận được cái sự co duỗi của phần cơ bụng ở phía trên. Tốt lắm các chàng trai cô gái, chúng ta có 15 giây nghỉ ngơi trước khi chuyển qua Flutter Kick, một bài tập rất tốt để tác động vào phần cơ bụng dưới. Đầu tiên hãy đặt hai tay dưới mông để giữ thăng bằng, sau đó siết chặt bụng lại và đưa lần lượt một chân lên cao, một chân xuống thấp. Đây là bài tập có độ khó cao, thử thách sự tập trung và ý chí của bạn. Hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần về bài tập tiếp theo, Knee-to-Noi with Breakdown, sẽ xé nát phần cơ bụng dưới của bạn và cho bạn cơ bụng 5-6 đẹp như mơ. Đầu tiên, hai tay đặt sát thân người, sau đó bạn hãy đánh hông đồng thời cuộn bụng lại sao cho đầu gối của bạn ở phía trên sống mũi. Từ từ thả chân xuống và lợi dụng cái lực kéo của chân để kéo căng cái phần cơ bụng ra. Bằng cách nào đó, bài tập này cũng giúp bạn giảm đau lưng một cách thần kỳ.
Giỏi lắm các bạn, chúng ta đã đi được 1/2 quãng đường rồi đấy. Bài tập thứ 6, Basco Crunch sẽ tác động toàn diện lên cả sáu múi và cơ lương sườn của bạn. Chuẩn bị chiến thôi nào. Đầu tiên các bạn vào tư thế giống như đạp xe. Sau đó siết chặt bụng lại và vặn người sang hai bên. Đồng thời đưa khuỷu tay của bạn càng gần với đầu gối đối diện càng tốt. Bài tập này siêu khó, đòi hỏi sức chịu đựng của bạn. Nếu cảm thấy mệt, hãy ngừng lại, nghỉ ngơi và tiếp tục. Quan trọng là bạn không được từ bỏ. Chúc mừng bạn đã vượt qua bài tập khó nhất trong ngày hôm nay. Tiếp đến chúng ta có Russian Twist, một bài tập khá dễ, rất được ưa chuộng bởi các vận động viên chuyên nghiệp. Xoay hông sang trái rồi sang phải, đồng thời siết chặt cơ bụng. Đó là cách tập của bài này. Có một điểm cần lưu ý, đó là các bạn phải tạo ra một cái chuyển động xoay cho phần cơ bụng, chứ không chỉ đơn thuần là đánh tay sang hai bên như video ở bên góc trái màn hình. Được rồi, hãy nghỉ ngơi 15 giây để chuẩn bị cho bài Three Way Crunch Up, bao gồm 3 động tác gập bụng kết hợp. Đầu tiên hãy dùng tay chạm gót, tiếp theo là đưa tay chạm gối và cuối cùng là chắp tay lại và xuyên qua khe đùi. Thật dễ phải không nào, nhưng hãy chắc rằng cơ bụng của bạn luôn phải siết chặt khi lên nhé. Chỉ còn 2 bài nữa thôi, hãy cố gắng đến cuối cùng. Bài thứ 9 sẽ là Alternate Heel Touch, là một bài khá dễ nhưng rất tuyệt vời để tạo hình cơ lưng sườn. Đầu tiên hãy đặt hai tay dọc sát thân người, sau đó siết chặt bụng, nghiêng người lần lượt sang trái và sang phải để tay chạm gót, hoặc các bạn có thể chạm càng xa càng tốt, nhưng hãy đảm bảo phần lưng của bạn luôn đặt sát dưới sàn. Hãy nghỉ ngơi một xíu trước khi đến với bài tập cuối cùng. Đây là một bài tập ở trạng thái tĩnh và nó sẽ giúp cơ bụng của bạn được căng cứng hơn bao giờ hết. Đầu tiên hãy đặt hai tay dưới mông để giữ thăng bằng, sau đó giữ thẳng chân và gồng chặt bụng. Đây là một bài tập mang tính hủy diệt. Hãy tập trung và giữ cho mình một cái đầu lạnh. Nếu cảm thấy khó, hãy cắn chặt răng lại và thử nghĩ về khoảng thời gian tồi tệ nhất của bạn và lấy nó làm động lực để tiếp tục cố gắng. Mình tin là các bạn có thể trụ được. Bye.
bạn đã hoàn thành xong 13 tập bụng đơn giản từ mình. Hơn ai hết, mình hiểu rằng bạn cũng đang nỗ lực từng ngày để sở hữu cái vóc dáng đẹp hơn. Và 13 tập bụng này chắc chắn sẽ giúp bạn gần hơn với mục tiêu đó. Với những người mới, bước khởi đầu luôn là bước khó khăn nhất. Nhưng đừng từ bỏ, ai cũng phải đối mặt với khó khăn và thất bại. Hôm nay có lẽ bạn sẽ thất bại, nhưng ngày mai sẽ khác. Nếu mệt, hãy ngừng lại, nghỉ ngơi và bắt đầu lại. Quan trọng là không được từ bỏ. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và tiếp tục cố gắng. Mình là Gương X, hẹn sớm gặp lại mọi người. We'll be right back.